Chị Thủy xin kính chào quý vị khán thính giả của đài BWN TV 57.3. Đây là chương trình Y tế thường thức do chị Thủy điều hợp. Chị có trên đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại nhằm mục đích là giúp cho quý vị hiểu thêm những kiến thức căn bản về nhiều lĩnh vực trong y tế như y, dược và dinh dưỡng. Vì chị Thủy nghĩ rằng là có sự hiểu biết sẽ giúp cho quý vị thêm rất là nhiều trong cái việc điều trị bệnh của quý vị được hiệu quả hơn. Quý khán giả thân mến, thì mùa đông sắp tới rồi, hy vọng là mọi người chúng ta đã chuẩn bị một cái hành trang cho sức khỏe cho mình để bước qua mùa lạnh. Thì chị Thủy chưa nói, mà chắc có lẽ là quý vị chắc cũng biết là chị Thủy sắp sửa nói đến cái gì mà có cảm cúm rồi, phải không quý vị? Thì chắc là quý vị cũng đoán là chị Thủy sẽ nói đến chắc something có flu. Thì mọi người chích flu chưa? Nếu mà chưa có ai đi chích, chưa quý vị nào chưa chích đó, thì nhớ là mình nên đi chích ngừa cũng chưa là muộn. Đặc biệt là các em nhỏ và các bác cao niên thì mình nên đi chích ngừa cúm. Chương trình hôm nay thì chị Thủy muốn nói về một cái loại thuốc rất là phổ biến. Nếu như mà quý vị bị flu, thế nào là bác sĩ cũng sẽ kê toa cho quý vị dùng cái thuốc này. Từ con nít cho đến người lớn cũng dùng cái loại thuốc này. Thì quý vị có thể có biết là bác sĩ quý vị làm sao mà biết là quý vị bị flu không khi mà quý vị đến văn phòng bác sĩ. Bác sĩ quý vị sẽ làm một cái test, người ta gọi là rapid flu test. Thì cái test này á, là cái test cho biết kết quả rất là nhanh khi mà bác sĩ bỏ cái swab vô trong mũi của quý vị. Xong rồi người ta lấy cái chất trong đó, người ta thử thì người ta biết được cái test mình là mình chắc chắn là mình có flu virus. Thì sau đó thì bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị uống thuốc. Không biết là quý vị có còn nhớ cái mùa cúm heo swine flu năm 2009 hay không? Cũng chính nhờ những cái thuốc này á mà cái bệnh dịch nó không có khả năng hoành hành lâu được. Cũng là rất là nhờ cho cái thuốc gọi là Tamiflu. Thì quý vị nghe có quen cái tên Tamiflu hay không? Chắc chắn là ngoài đó thế nào các em nhỏ hoặc là các quý vị chắc thế nào cũng đã nghe qua cái tên thuốc này, nó rất là common. Vậy thì bây giờ mình tìm hiểu coi Tamiflu là cái thuốc gì. Kính thưa quý vị, Tamiflu là cái tên biệt dược của oseltamivir phosphate. Đây là một cái loại thuốc dạng uống kháng virus đầu tiên trong cái nhóm ức chế gọi là neuraminidase enzyme. Thì cái thuốc Tamiflu là cái thuốc dưới dạng tiền hoạt chất, tiếng Anh gọi là prodrug. Khi đi vào cơ thể của mình thì nó sẽ được chuyển hóa trong cơ thể của mình để trở thành một cái chất có hoạt tính đầy đủ gọi là oseltamivir carboxylate. Đây là cái dạng hoạt chất ở thể tự do và nó có thể làm diệt cái virus gây cái bệnh cúm A và cúm B. Có nghĩa là cái Tamiflu nó có thể treat được cúm A và cúm B, nhưng mà cúm B thì nó không có hiệu quả lắm. Hiện thì thuốc này được bán theo toa của bác sĩ ở tại Mỹ, chứ không có bán over the counter, thì bán theo prescription. Kế tiếp thì mình tìm hiểu coi cái cơ chế hoạt động của cái thuốc này như thế nào nha quý vị. Cái Tamiflu là cái thuốc mà nó ức chế cái enzyme neuraminidase. Nó có cái tác dụng như một cái chất ức chế cạnh tranh của sialic acid. Thì cái chất này nó nằm ở trên cái protein bề mặt của các tế bào của người bệnh đó. Thuốc nó được chấp thuận bởi FDA năm 1999. Nó hoạt động như một cái chất ức chế có cấu trúc tương tự trong cái quá trình chuyển hóa của protein neuraminidase của cái con virus cúm. Vì thế nó ngăn trở các cái virus mới sinh ra không có tách rồi, không có được tách ra khỏi cái tế bào đã bị nhiễm virus, cho nên virus nó sẽ bị ở lại trong tế bào này và nó bị tự hủy. Thì đó là trên cái hình, quý vị thấy khi mà con virus nó muốn ra khỏi cái tế bào, sau khi nó sinh sản trong cái người của mình, cái cell của mình, thì nó cần phải có ngay chỗ cái scissors, cái kéo đó quý vị, tức là nó cần phải được tách ra bởi cái enzyme đó. Nhưng mà bây giờ cái thuốc á, nó sẽ làm cho cái quá trình ngay chỗ tách ra nó không có thể xuất hiện, không thể làm được, thì đương nhiên là cái con virus mới á, nó sẽ bị ở lại trong cái tế bào và sau đó nó sẽ bị tự hủy đi, nó không có thể copy ra được nhiều virus, bởi vì con virus là nó phải nhờ vào cái
người bị bệnh đó, vô cái thân thể của người bị bệnh nó phải multiply thành rất là nhiều virus, thì sau đó mình cơ thể mình mới yếu được. Thì cái thuốc nó, cái đó là cái cơ chế hoạt động của cái thuốc Tamiflu. Bây giờ mình tìm hiểu coi cái liều dùng của thuốc như thế nào. Là cái thuốc mà nó chống virus thì được sử dụng để mà điều trị, hoặc là có thể là điều trị hoặc là có thể phòng ngừa cả hai loại virus cúm khác nhau, đó là cúm A và cúm B. Thì nó có dạng viên hình con nhộng, theo cái thể là 30mg, 45mg hay là 75mg. Mà thường thường là quý vị thấy cái dạng mà 75mg là cái dạng thường nhất, là cái dạng viên con nhộng thường hay do dùng cho người lớn. Và một cái dạng bột hòa nước thường thường cho các em trẻ nhỏ, trẻ con hoặc là những người mà không có swallow được, không có nuốt được, dưới dạng là 6mg per ml hay là 12mg per ml. Thì nó có hai cái loại, hai dạng khác nhau. Rồi về thuốc Tamiflu trị cúm thì hiện nay có người còn gọi là trị cúm A H1N1 để là loại gọi cúm A mới để mà phân biệt với lại cúm A H1N1 mùa đã có trước khi mà gây bệnh theo mùa hay là gây đại dịch. Rồi cái cúm A thì mới cúm A mới là do cái sự pha trộn gen của 4 cái chủng virus, gồm có virus cúm heo, cúm gia cầm ở Bắc Mỹ, cúm người và cúm heo ở châu Âu và châu Á. May mắn thay là có cái số thuốc kháng virus này nó trị được những cái loại cúm này, thì chúng ta rất là may mắn. Rồi mình tìm hiểu coi là cái chỉ định và cái liều của thuốc như thế nào. Thì cái Tamiflu nó được chỉ định và điều trị để điều trị và phòng ngừa virus cúm A và B cho người lớn bắt đầu từ 1 tuổi trở lên là có thể dùng được cái thuốc này. Cái liều thông thường dành cho người lớn trong điều trị đó quý vị là 75mg, tức là một cái viên con nhộng 75mg hai lần một ngày, và trong 5 ngày như vậy. Bắt đầu, cái này rất là quan trọng, bắt đầu trong vòng 2 ngày thôi, kể từ khi mình bắt đầu có cái triệu chứng. Cái liều phòng bệnh á, là 75mg một ngày một lần, và 10 lần instead of 5 lần, 10 ngày instead of 5 ngày cho người 40kg trở lên. Cái thuốc này có cái điều quan trọng là nếu mà quý vị bắt đầu quá trễ đi, ví dụ như là 3 ngày bệnh 3 ngày rồi mới uống thuốc Tamiflu thì thuốc này nó không có tác dụng nữa, không có tác dụng lắm. Và FDA cũng không có recommend là dùng sau 2 ngày, tức là khi mà mình bị có đó là triệu chứng mà mình có thuốc mình uống liền á, thì nó sẽ giúp cho mình giảm cái số ngày mình bị bệnh lại. Cái liều dùng được giảm cho trẻ nhỏ, trẻ con thì thường thường dùng theo cái cân nặng của nó, theo cái ký của nó, và thường thường là đối với người bị bệnh thận thì cũng giảm, thường thường phải dùng once a day, tức là một lần một ngày. Và việc điều trị sớm rất là quan trọng, vì cái chất mà nó ức chế cái protein hay là cái enzyme gọi là neuraminidase nó có tác dụng cao nhất trong vòng 48 tiếng đầu của cái sự nhiễm bệnh. Nếu mà virus đã nhân lên, nó vô trong người mình, nó đã nhân lên rồi và nhiễm lên càng nhiều thì tế bào ở trong cơ thể của mình thì cái hiệu quả của thuốc nó sẽ giảm đi một cách nghiêm trọng, cho nên là mình phải uống càng sớm càng tốt. Cho nên là quý vị, nếu mà tất cả các quý vị lớn tuổi hay các trẻ em mà nhiều khi mà mình thấy hơi, mình bắt đầu mình thấy có triệu chứng như là fever mà trên 102 độ, thì nhiều khi chị Thủy recommend là mình nên đi bác sĩ liền, đừng có đợi đến 3-4 ngày mình đi. Bởi vì trong, nếu mà cho dù 3-4 ngày mình tới bác sĩ biết là phải dùng Tamiflu thì đã quá trễ. Cho nên là mình phải đến trước 2 ngày từ lúc có triệu chứng, tức là trong ngày 1 hay ngày 2, để mà trong khi mà nếu mà test ra có flu là uống thuốc liền. Mà uống thuốc liền thì nó giúp cho mình bệnh nhẹ hơn, và cũng như là cái thời gian mình bị nó ngắn hơn. Thì đó là cái lời khuyên của chị Thủy muốn gửi đến quý vị. Điều về điều trị cúm A á, thì thường thường người lớn thường thường hay dùng theo cái kiểu gọi là cái liều thường thường là 1mg per kilo. Còn đối với trẻ em á, thường thường là 2mg per kilo. Tuy nhiên thì theo như là nếu con nít thì thường phải theo cái cân nặng của nó, thì bác sĩ có cái guideline sẵn, ví dụ như là dưới 15kg thì uống 30mg một lần, mà từ 15 đến 23kg thì uống 45mg cho việc mà gọi là
ngăn ngừa đó quý vị. Hoặc là nếu mà từ 23 đến 40 thì uống 60mg một lần một ngày. Còn trên 40kg thì uống 75mg một lần một ngày. Là cho cái vấn đề nếu mà mình muốn ngăn ngừa cái bệnh cúm. Ví dụ như là ở trong nhà có người bị bệnh cúm thì tất cả những người trong nhà, ví dụ như anh chị em trong nhà, bố mẹ trong nhà nhiều khi cũng rất là cần uống ngừa để mà không có bị lây cái bệnh cúm. Bởi vì khi mà cái bệnh cúm mà nó nặng á, nó lây hết cho cả nhà, cho nên nhiều khi bác sĩ cũng cho thuốc uống hết, ví dụ như tất cả các chị em luôn là uống để ngừa. Nhưng mà đối với người uống ngừa thì người ta chỉ uống ta uống 10 ngày nhưng mà một lần một ngày. Còn đối với người mà bị bệnh cúm á, thì người ta uống 5 ngày nhưng mà lại 2 lần một ngày. Thì đó là cái cách khác nhau đối với cái liều điều trị của thuốc. Đối với những người mà có trường hợp bệnh nặng thì bác sĩ nhiều khi cũng phải kết hợp thuốc với những cái thuốc khác nữa, và hoặc là cái nếu mà bị flu nặng đó quý vị, để mà cái việc điều trị nó có khả năng mới trị được, dứt được, và cũng như cái thời gian điều trị nó cũng phải dài hơn nữa. Đối với những cái nhân viên y tế hoặc là những người mà chăm sóc trực tiếp đối với lại những bệnh nhân mà bệnh flu, nhiều khi cũng phải dự phòng thuốc bằng cách là uống Tamiflu mỗi ngày một lần một ngày để mà tránh không có bị lây. Như chị thể nói là như là mình ở chung với lại nít nhỏ hay là người lớn tuổi trong nhà, mà nếu mà bị flu sợ mình bị lây thì nhiều khi mình cũng nên hỏi bác sĩ cho mình thuốc để mình dự phòng nhỡ lây cho mình đó. Rồi nói về kháng thuốc thì như là các thuốc chống virus khác thì sự kháng thuốc của Tamiflu cũng được cho là có thể xảy ra nếu như mà cái thuốc Tamiflu được sử dụng rộng rãi và lạm dụng nó. Mặc dù là cái tỷ lệ kháng thuốc của cái virus nó được nghĩ rằng là ít, tỷ lệ rất là nhỏ, nhưng tuy nhiên thì so với những cái thuốc khác của những cái thuốc chống flu khác của các nhóm khác gọi là amantadine hay là ramantadine, thì cái thuốc Tamiflu, cái loại thuốc mới này, nó cái tỷ lệ kháng thuốc theo như là cái thống kê 2004 thì nó kháng thuốc khoảng cỡ 1.26%, thì đó là cũng là một cái điều đáng mừng với cái thuốc nó bị kháng nó ít. Cho nên là nó vẫn có tác dụng rất là cao. Cái tính chất mà kháng, cái cơ chế mà kháng thuốc của cái là nó thay đổi theo cái đoạn mã di truyền của cái enzyme neuraminidase đã mang lại hai cái thuận lợi cho cái thuốc Tamiflu. Thứ nhất là cái thuốc này nó có hiệu quả trên một cái phổ rộng virus rộng hơn, và thứ hai nó là nó không có dễ dàng để mà xuất hiện một cái chủng virus kháng thuốc mà có tính chất hoạt động mạnh hơn. Thì đó cũng là cái lợi điểm của cái Tamiflu, là cái thuốc chống flu. Rồi mình nói qua cái hiệu quả điều trị của cúm A, của thuốc này nó có đến cái mức độ nào. Thì Tamiflu không phải là một cái thuốc hoàn hảo, nhưng mà nó cũng có cái mặt hạn chế khi dùng của nó. Tamiflu được chỉ định cho dùng trong việc điều trị cúm A không có biến chứng của người lớn và trẻ em trên 1 tuổi. Thì thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng là cái Tamiflu của người lớn nếu mà mình dùng trong vòng 40 giờ, tức là trong vòng 2 ngày á, kể từ khi có triệu chứng cúm như là mình bị sốt, bị ho, bị đau họng, sổ mũi, đau nhức hoặc là mệt mỏi v.v. thì nó sẽ làm giảm cái triệu chứng và rút ngắn cái thời gian bệnh của mình khoảng 1 đến 3 ngày hoặc là 2 đến 3 ngày là mình hết bệnh. Rồi trẻ em dùng cái thuốc này thì có hiệu quả hay không và ở độ tuổi nào? Thì xin thưa là cái thuốc này nó dùng rất là có hiệu quả đối với trẻ em, đặc biệt là trong bệnh viện của Chi Thủy thì bệnh viện con nít, cho nên là rất là nhiều khi mà bệnh flu thì thuốc này cũng là gọi là drug of choice để mà chữa, và rất may là mình có thể dùng được cho trẻ em nếu mà qua 1 tuổi là có thể được dùng rồi. Rồi hiệu quả điều trị của cúm A của thuốc này, nếu mà dùng sớm hơn á, trong vòng 12 cho đến 24 tiếng kể từ khi mình biết cái triệu chứng mình bị bệnh á, thì sẽ rút ngắn cái thời gian mình bị bệnh lại từ 2 đến 3 ngày. Vì vậy nếu dùng thuốc càng sớm đối với trẻ con từ 1 đến 12 tuổi thì cái hiệu quả điều trị cũng may nó
khoảng cỡ 67%, tức là cũng là 2/3% rồi, nó rất là có hiệu quả đó quý vị. Thì Tamiflu chỉ dùng điều trị cúm A không có biến chứng. Nếu như mà khi mà đã có biến chứng hoặc là bị bội nhiễm đưa đến cái vấn đề bị viêm phổi nặng rồi thì dùng thêm nhiều thuốc khác nữa, chứ còn Tamiflu lúc đó nó sẽ không có tác dụng gì, không có help nhiều lắm. Khi mà bởi vì cái Tamiflu lúc đó dùng á, thì mấy cái con virus nó đã nhân đôi nhân nhiều lên lắm rồi, thì nó không còn cái kết quả nhiều nếu mà dùng quá 2 ngày. Người bị nhiễm cúm A, trong đó có virus cúm A H3N2 hay là H1N1, được khuyến cáo là dùng thuốc càng sớm càng tốt. Khi mà bắt đầu có triệu chứng, như chị nói là trong vòng 2 ngày thôi thì kết quả nó mới có tác dụng được. Đó là vấn đề mà khi mà quý vị mua những cái thuốc Tamiflu ở trên online thì quý vị cũng phải cẩn thận, bởi vì không phải website nào cũng gọi là mình có thể tin tưởng được. Nhiều khi nhỡ mà thuốc giả thì mình cũng bị mất tật mang, bởi vì có nhiều cái website thực sự ra không có đáng tin cậy, và nhiều khi cũng là international đó quý vị. Cho nên là chị thực cũng luôn cảnh giác quý vị là nếu mà quý vị hay mua thuốc online thì cũng nên cũng không có nên liều lĩnh và phải investigate kỹ càng, bởi vì nhỡ thuốc giả thì chị sẽ nói là rất là gọi là đã không chữa được bệnh mà nhiều khi mình còn bị bệnh nặng hơn nữa. Rồi khi mà có một điều chú quý vị nên chú ý khi mà uống cái thuốc này, thì nếu mà quý vị gọi là dùng Flumix, là cái loại mà ngừa cúm mà người ta xịt vô mũi cho quý vị đó, thì nếu mà quý vị tức là loại thuốc xịt ngừa cúm á, dạng dùng virus mà cái con virus sống Flumix á, thì cái thuốc này nó phải cách cái thuốc Flumix là 2 tuần trước hoặc là 2 tuần sau khi dùng. Nếu không thì hai cái thuốc này nó gọi là drug inaction, thì nó làm sẽ vô hiệu hóa đi, bởi vì cái thuốc Tamiflu nó là antiviral, nó sẽ giết cái virus, còn cái Flumix nó là live virus, làm yếu đi. Thì nếu mà hai thuốc này dùng chung với nhau thì chẳng khác nào là một bên thì muốn cấy cho nó nhiều antibody, một bên thì muốn giết cái virus đó, thì coi như là cái thuốc Flumix nó sẽ không có còn tác dụng để mà ngăn ngừa, giúp cho mình có cái kháng sinh để chống lại cái flu nữa. Cho nên là quý vị nhớ là hai cái thuốc đó là phải cách nhau hai tuần lễ. Rồi còn vấn đề mà đối với phụ nữ có thai hay là những người mà cho con bú thì Tamiflu được chỉ định như thế nào? Tamiflu là hoàn toàn là không có phải là chống chỉ định cho những người phụ nữ có thai hoặc là phụ nữ cho con bú. Ở Mỹ thì Tamiflu được phân loại là category C đối với phụ nữ có thai, tức là chỉ dùng khi mà bác sĩ cân nhắc cái việc lợi ích cũng như là nó nhiều hơn là cái nguy cơ rủi ro, thì bác sĩ của quý vị sẽ quyết định là nên cho quý vị mang thai uống hay không. Rồi nếu mà có người ta thử trên chuột á, thì cái thuốc này nó có tiết qua sữa, cho nên là nếu mà quý vị có cho con bú thì nên hạn chế, bởi vì nó cũng có thể tiết ra sữa khi mà mình cho con bú. Thì đó là cái tác dụng thêm. Rồi bây giờ mình tìm hiểu qua cái tác dụng phụ của cái thuốc. Thường cái tác dụng của nó thường thường là như là mình thấy là buồn nôn, ói mửa, mất ngủ, chóng mặt, hay là cũng có thể là bị làm viêm phế quản. Có những cái câu hỏi khác thì là cái thuốc này còn có thuốc nào để mà điều trị cúm A không? Thì ngoài Tamiflu thì ở ngoài đó mình còn có những cái có một cái thuốc khác nó cũng nằm trong cái class này, nó gọi là Relenza. Thì cái cơ chế hoạt động và hiệu quả nó cũng giống như Tamiflu. Còn thuốc mà cái hoàn toàn cái class khác thì chúng ta có amantadine hay remantadine. Thường hai thuốc này thường là thuốc cũ, cho nên người hay bị kháng thuốc và bác sĩ không có dùng nhiều lắm. Nói về các phản ứng phụ thường là đi kèm với điều trị Tamiflu bao gồm, nãy chị thấy nói là buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu. Các phản ứng phụ khác đã được công bố sau khi mà thuốc đưa ra thị trường bao gồm có bị rối loạn tim, nhịp tim, rồi bị động kinh, lú lẫn, tiểu đường nặng hay là chảy máu ruột ra. Thì các phản ứng phụ
quý vị cũng nên biết là những cái phản ứng phụ mà hiếm trong cái thuốc này khi mình uống vô á, nó cũng có thể làm cho bị viêm gan hay là tăng những cái enzyme về gan, hay nó nổi ban hay là các phản ứng dị ứng siêu mẫn cảm hay là hội chứng Steven Johnson syndrome. Thì có những cái cảnh báo cho rằng là cái nguy cơ tác dụng về thần kinh khi dùng thuốc này nó hiếm, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra khi mà nhiều khi nó cũng có thể làm cho những cái gọi là những cái phản ứng về về nerve đó quý vị. Chẳng hạn như là vấn đề uống vô nó có thể bị làm cho mình lo âu, có thể bị delirium tức là nói sảng, hoặc có thể illusion bị ảo tưởng, ảo giác, hoặc là có những cái hành vi bất thường. Cho nên là khi mà quý vị cho con quý vị uống những cái thuốc này thì mình cũng nên biết những cái chịu gọi là những cái phản ứng mà hiếm nhưng mà có thể xảy ra để mình thông báo cho bác sĩ. Thì nếu mà quý vị thấy có những cái hành vi bất thường thì quý vị nên nói với bác sĩ để bác sĩ như là tức là mình phải ngừng thuốc, là thuốc nó bị phản ứng. Thì quý vị cũng vừa chị Thị cũng nói sơ hôm nay sơ qua về cái Tamiflu, về cúm thì rất là nhiều đề tài rất là thú vị, nhưng mà mình tóm gọn hôm nay một cái thuốc mà rất là common và mùa cúm cũng sắp tới, cho nên là chị Thị muốn nói về cái đó. Thì vừa rồi chị Thị cũng có truyền bày với quý vị những cái căn bản về cái thuốc Tamiflu, hy vọng là quý vị mở rộng thêm cái kiến thức về cái loại thuốc chống virus flu rất phổ biến này và phòng bệnh vẫn là hơn chữa bệnh. Thì quý vị nhớ là ngoài mình đi ra ngoài trời lạnh thì mặc áo ấm, ngủ thì đủ và chích ngừa cúm. Và một cái mà rất là dễ làm cho mình bị bệnh nếu mình không có rửa tay sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, cho nên là lúc nào mình cũng nhớ, hoặc là các em nhỏ là nhớ là khuyên là đi trong trường học thì mình nên rửa tay thường xuyên lúc mà đi vệ sinh xong. Người lớn cũng vậy, mình rửa tay sạch sẽ là gọi là number one để mà phòng ngừa cúm. Thì tuy nhiên thì nếu mà bị cúm thì nhớ là trong vòng 2 ngày lúc mà mình dùng cái Tamiflu thì nó là sẽ hiệu quả nhất. Rồi cũng may là cái loại thuốc này cũng ra đời đã giúp cho nhiều người bị bệnh cúm, từ cúm gà cho đến cúm heo. Cái thuốc này nó cũng rất là có tác dụng nếu mà mình biết dùng sớm. Cho nên là quý vị cũng không nên lo lắm nếu như mà mình bị bệnh flu mùa này. Nhưng mà cũng đừng có ý là có thuốc rồi thì mình không có phải lo. Thì chị Thủy mến chúc quý vị luôn có sức khỏe dồi dào và những ngày lễ cuối năm sắp tới luôn có hạnh phúc vui vẻ với gia đình. Chị Thủy xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chào quý vị.